Ni cha xin lỗi vì Ni cha đã từng nghĩ xấu về Sụp. Nhưng bây giờ Ni cha xin một điều, xin cho Ni cha được trở lại làm người quan trọng với Sụp giống như trước. Sụp có đồng ý với Ni cha không? Sụp xin lỗi nha. Sao lại phải xin lỗi? Chúng ta không nên làm như vậy đâu. Ni cha là vợ sắp cưới của người bạn thân nhất của Sụp. Vì Ni cha là người bạn mà Sụp quý nhất. Chỉ là bạn sao? Nhưng Sụp đã nói Sụp yêu Ni cha rồi mà. Sụp xin lỗi Ni cha khi đã nói như vậy. Ni cha đừng bận tâm tới lời nói của Sụp mà khiến cho tình yêu giữa Ni cha và Khiêm phải tan vỡ. Sụp, lúc đó chỉ cho Ni cha đang yếu đuối đau buồn vì Khiêm mất tích. Ni cha chỉ muốn có một ai đó ở bên cạnh mình. Giữa hai chúng ta không phải là tình yêu thật sự. Xin lỗi về tất cả.